giờ mà sông Thái An đang dưỡng cơ bồn có chiếc xà lan quá trời xà lan cát rồi, xà lan chở cát ghê luôn, xà lan nó lớn lắm các bạn, nó đang chạy nước ngược. Nước ngược chạy rất là chậm nha các bạn, ở sau cũng có chiếc xà lan cát đó các bạn, chiếc xe chắc nhỏ hơn các bạn. Chiếc trước này hết, biết cái chiếc xà lan nó chạy không, nó chở cát không. Hiện tại giờ này là khoảng gần 7 giờ sáng nha các bạn, trên sông Ô Môn đó các bạn. Chiếc xe lan này chạy gần tới cầu Ô Môn các bạn. Chiếc ghe cây đó nó chạy nước sương, nó chạy hết sức luôn các bạn. Ở sao cũng có chiếc xà lan cát nữa các bạn đây này. Xà lan nó nhỏ các bạn, nhỏ hơn chiếc trước bằng chiếc này khoảng phân nửa chiếc này các bạn. Hết biết cái xà lan cát luôn rồi, xà lan này cả ngàn tấn luôn á. Cát này cát lắp công trình nha các bạn, chắc là cát này là công trình lộ Bắc Nam ở địa phận, ở ngang địa phận Thế Lai trong Kinh Ngang đó các bạn. Công trình đang khởi công chẳng làm dữ lắm lớn nữa các bạn ơi. Rồi đâu, cái mũi nó rộng thênh thang luôn nha các bạn. À, biết cái sự lan cát rồi. Chiếc ghe này là hướng Thế Lai ra các bạn, ghe này cũng ghe bơm cát nữa, ghe này bơm xong rồi chắc đi về nữa các bạn. Có cái ống bơm cát để với cái máy bơm cát ở dưới kia trước mũi ghe đó các bạn. Cát này quá trời nó lớn luôn các bạn ơi. Ở sau chiếc này các bạn, ở sau nhìn xa xa nhỏ mà lại gần thôi cũng 400-500 tấn luôn các bạn, lại gần cũng hết biết cái xà lan luôn rồi. Chiếc này chở hơi khẩm nha các bạn, nó tới bãi gió luôn nha các bạn. Chiếc này khoảng 500-600, chiếc trước là cả ngàn luôn các bạn, ngàn tấn luôn. Mấy chiếc này là chuyên về chở cát đá rồi các bạn. Chiếc trước nó qua cầu các bạn, nó chưa qua cầu kìa. Chiếc sau nó nhỏ hơn, nó chạy mau hơn các bạn, nó đây nó đuổi kịp cái chiếc trước rồi các bạn, nó đang tớp máy rồi các bạn.
phía sau luôn, nó đang lối mũi và cầu xanh xanh đó các bạn. Bên kia là chiếc ghe chở cát các bạn, chở cát ghe đó cũng lớn ghê luôn các bạn ơi, nó chở cát cũng cao ghê cao luôn. Máy không biết máy gì mà nó mạnh ghê các bạn, mới chừng lượt nó chạy hết sức chạy luôn các bạn. Giờ này khoảng 6 giờ sáng nha các bạn, nước ròng đang chảy ghê luôn. Chiếc này là chiếc cô ba các bạn, cô ba hướng Thái Lai đi ra các bạn. Cô ba thì đi trước xuôi các bạn, còn chiếc xà lan này đi trước ngược, ở chiếc ghe đi trước ngược các bạn. Rồi, sáng nó chạy nó ngược này, mệt cái máy luôn này các bạn. Đây là cầu Ô Môn các bạn, chiếc ghe đang chui qua cầu Ô Môn. Cát này cát tốt các bạn, cát này vàng vàng ngính luôn. Xà lan cũng đang vô các bạn, xà lan đó là xà lan để lấy gạo các bạn, xà lan đó là chuyên về chở gạo các bạn, nó có mui đồ kỹ lưỡng lắm các bạn, đậy kỹ lưỡng lắm, kín lắm. Ở địa phận Thái Lai, ở huyện Thái Lai đó các bạn, là kho gạo nhiều lắm các bạn, mà kho lớn nhất là kho Ngọc Lợi nha các bạn. Kho Ngọc Lợi ở Thái Lai là lớn lắm, hay là thường thường mấy chiếc xe lan này vô là kho Ngọc Lợi không các bạn, vô lấy gạo kho Ngọc Lợi. Kho Ngọc Lợi ngang chợ Thái Lai cái đường sông Kinh Đứng đó các bạn, chạy về hướng Cờ Đỏ, vô khoảng chừng một cây số các bạn có cái kho Ngọc Lợi lớn lắm các bạn. Mấy chiếc xe lan này là vô kho Ngọc Lợi không. Với lại mấy chiếc xe lan này nó cao các bạn, rồi nó qua cái cầu Kinh Đứng rồi nước ròng này nó mới qua được, còn xe lan này cao mà nước lớn là qua khó qua các bạn, cho nên là nó tranh thủ nước ròng nó chạy vô các bạn. Cái chiếc ghe cát lúc nãy chạy tới đó đó các bạn, tới cái cua đó. Xà lan đang lún mũi qua cầu rồi đó các bạn. Cầu Môn sáng ghe chạy quá luôn, xe chạy luôn các bạn. Xà lan nổi chạy hết thì chạy luôn. Quá này nó đủ kịp với chiếc ghe cát cái trước rồi các bạn. Cây này buổi sáng chạy vô Thái Lai rồi lấy lúa nè các bạn. Thái Lai kinh doanh thì đổ được các bạn. Cái này chở lúa các bạn. Thái Lai đang có chiếc xà lan nhỏ nó chạy ra rồi các bạn.
Ôi ôi, chạy nước xuôi, chạy hết chứ chạy lên các bạn. Xuôi chạy tốc độ luôn các bạn ơi. Xe lan nó đó không biết mà chuyên chở gì, cái chuyên chở về cái gì nữa các bạn. Không biết có phải chở cát không nữa. Nó đang lũ mũi qua đó các bạn. Chạy ghê chạy luôn không? Ghe đó máy ngoài nó chạy dữ dội luôn các bạn, chạy đi phao phao luôn.